Quay trở lại với trận điều thứ hai, trận điều thứ ba trong giờ thứ tư. Bên mình ở trận điều này đó là Greg và AC Ran. Vâng, vẫn là Greg AC. Mà sự biệt đến từ biệt họ vẫn có một phô. Nhưng mà Seng thay vào đó là Min. Vâng, nhưng mà Min bi cầm. Thôi chết rồi. Vâng, tôi đánh rất sợ bi cầm Min. Vâng, ngày hôm nay thì cứ trận nào bi cầm Min thì trận đấy bên kia thắng. Vâng, bi cứ mặc định đánh cung A thôi. Rất khủng khiếp. Và trận đấu này dừng là các kiểu Gigas lên đi. Ôm chết bi là thắng. Homus.
Omos, Zogontar. Omos. 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 Donna E. Donna Omos. Glory. Omos. Donna E. Omos. Omos. Donna E. Omos. Glory. Papadakis. Glory. Everton. Everton. Rogan. Rogan. Everton. Donna E. Alo. Vâng, quay trở lại với trận đấu này thôi. Vâng, đây là màn hình máy Adrian của game thủ Vâng No 1. Ui dồi ôi, lạc đà của Bi nó đông vô cùng. Một trận Bi gặp Minoan, trận này thì Bi không phải đánh chém à, không phải đánh cung mà Bi đánh chém. Nhưng mà cái lượng chém của Bi nó đang là quá kinh khủng tởm đây. 6 nhà BA của No 1 sóc đều nhưng mà đang cố gắng ăn thì có lạc đà. Nhưng mà ăn được không? Tên này liệu rằng ăn được không? Cũng rất đông. Không sao Bi có thể đông đến cái mức độ như vậy. Vâng, Bi bắt đầu không có quá nhiều những con đặc tài nữa rồi. Nhưng mà thì mùa 4 đang sang vâng, đang kết hợp nhà với game thủ vâng, màu 8. Vâng, tên này thì tên ăn được với cung tuyển Adrian của mình. Một loại cung rất khỏe. Ah!
Vâng, như vậy là C4 đã kết thúc với tỷ số là 3-0 dành cho các cầu thủ đến từ Clan Scarlet với số CN được hình thành 4-1 ở 3-3-1. Chúng ta đến với trận đấu thứ năm, trận đấu cuối cùng của ta trong buổi tối ngày hôm nay.